says we must draw a line between the past and the future. Here you can find a spectrum of experiences, effortlessly switching between different states of mind and different ways of life, where your life never moves in a simple line. Because who says you must draw a line between work and life? Soho Small Office Home Office at Heritage West Lake. Empower your mind, enrich your life. Tại Soho Heritage West Lake thì sẽ không có ranh giới giữa công việc và cuộc sống, mọi thứ đều được cân bằng và đều được hài hòa một cách tự nhiên. Thì các bạn có biết là Soho là viết tắt của gì không? Soho là viết tắt của Small Office, Home Office. Đây là một dạng mô hình căn hộ đa dạng và linh hoạt, vừa để ở và vừa để làm việc. Thì hiện tại trên thế giới thì một số nước hiện nay cũng đã xu hướng phát triển sản phẩm này rất là nhiều, như là Hàn Quốc, Singapore hay là ở châu Âu là có Anh. Thì hiện tại tại Việt Nam thì sản phẩm Soho cũng đang bắt đầu hình thành và đang trong quá trình phát triển. Thì với Capitaland chúng tôi ra mắt Soho Heritage West Lake tại vị trí rất là đặc địa. Thì trên màn hình đây là phối cảnh một căn hộ Soho, một cái chúng ta có thể chia thành các cái khu vực vừa làm việc và vừa để ở. Tại Soho Heritage West Lake thì chúng tôi liên kết với các đối tác đẳng cấp quốc tế. Về tổng thầu xây dựng của chúng ta ấy, thì chúng tôi kết hợp với phối hợp với Hòa Bình. Đây là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu của Việt Nam và chất lượng thi công rất là tốt. Cập nhật thêm với các bạn là hiện tại thì dự án của chúng ta đang xây đến tầng 12 rồi, và chúng ta xây đồng thời song song cả ba tòa. Về đối tác về kiến trúc và thiết kế thì chúng tôi kết hợp với DP Architect và La Caria, cũng là đều các đối tác từ Singapore. Và về tư vấn về nội thất thì là một đối tác từ Thái Lan. Đồng thời thì tại Soho Heritage West Lake thì dự án cũng nhận được rất là nhiều các cái chứng nhận danh giá. Đầu tiên thì mình kể đến đó là cái chứng nhận BCA Green Mark. Đây là chứng nhận được trao bởi Bộ Xây dựng Singapore dành cho các dự án hội tụ đủ các cái yếu tố. Một, đó là giảm thiểu sử dụng tài nguyên. Hai, đó là giảm thiểu cái sự ảnh hưởng hệ quả tới môi trường. Và thứ ba là dự án mà phải có cái môi trường nội khung trong lành và duy trì cải thiện môi trường sống. Bởi vì hiện tại cái xu hướng phát triển xanh, phát triển bền vững hiện nay đang được không những là các công ty và các tập đoàn chú ý rất là nhiều. Bởi vì là ngày nay chúng ta cũng quan tâm đến cái nhất là sau đại dịch Covid sẽ quan tâm đến các cái cân bằng giữa cuộc sống, công việc và giảm thiểu cái tác động với thiên nhiên là rất là nhiều. Đặc biệt là trong năm 2019 thì dự án cũng nhận được các cái giải thưởng danh giá dành cho tổ hợp dành có cái thiết kế xuất sắc nhất và có cái layout và concept tốt nhất từ tạp chí Property Guru. Đây là cũng là một cái tạp chí mà dành trao giải dành cho các chủ tư phát triển các dự án bất động sản tại châu Á và Việt Nam. Vậy thì dự án của chúng ta nằm tại tâm điểm như thế nào? Thì chắc các bạn cũng biết, thực ra tôi ví dụ như khi mà tôi giới thiệu rất là nhanh với ai đó mà hỏi là Soho Heritage West Lake ở đâu, thì cái đích vị đầu tiên của tôi ấy, đó là các chị có biết về khu vực về chỗ Hai Con Rồng không? Đúng không? Đây là cái tâm điểm và vị trí rất là dễ để khi mà chúng ta có thể nói. Từ dự án của chúng ta có bốn cái hướng kết nối. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta có bốn hướng kết nối vào dự án. Đầu tiên là vị trí mặt đường Lạc Long Quân, chúng ta có hai cái kết nối, đó là ngõ 675 và 677 Lạc Long Quân. Tiếp theo đó là mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn. Nguyễn Hoàng Tôn thì chúng ta có một cái kết nối, đó là ngõ 8 đường Nguyễn Hoàng Tôn. Và có một cái điểm kết nối cuối cùng ấy, đó là chúng từ ngõ 18 Võ Chí Công. Khi mà chúng ta vừa qua đi qua cái ngã tư kết đường Nguyễn Hoàng Tôn á, thì với đường Võ Chí Công á, thì chúng ta sẽ phải vào. Thì ở đấy chúng ta có bốn cái vị trí kết nối giao thông rất là thuận tiện để dành cho khách hàng khi chúng ta về nhà, chúng ta có thể đi bất kỳ từ đâu đó. Và từ dự án của chúng ta chỉ đi bộ đâu đó chỉ mất khoảng 300m, từ 3 đến 5 phút thôi là chúng ta ra đến khu vực mặt nước Hồ Tây. Thì đây là cái khu vực mà buổi chiều hoặc buổi sáng các anh chị hoặc là các khách hàng chúng ta có thể đi chạy bộ hoặc là đi hóng gió, đúng không ạ?
về vị trí của chúng ta, đây là cái bản đồ tiện ích của chúng ta đúng không? Từ vị trí dự án của chúng ta thì chúng ta nếu mà các anh chị khách hàng chúng ta có hai chuyến đi công tác ấy, thì chúng ta sẽ đi theo cái tuyến đường cầu Nhật Tân chỉ mất khoảng lâu là 20 phút và nhanh thì chỉ khoảng 15 phút thôi. Đó. Cái thứ hai nữa là về khu phố cổ. Phố cổ của chúng ta thì đi theo tuyến Âu Cơ Nghi Tàm chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Và đặc biệt là kết nối rất là thuận tiện đến khu Shibuya. Nơi đây là có các cái trường học và quốc tế hoặc là các cái nhà hàng, khách sạn dịch vụ rất là nổi tiếng. Về vị trí thì cũng về chủ đầu tư Capitaland ấy, khi mà chúng tôi đầu tư bất kỳ một dự án nào ấy, thì yếu tố phong thủy là yếu tố mà chúng tôi rất là quan trọng. Và chúng tôi có mời một chuyên gia phong thủy, đó là ông Dr. Joab. Đây là chuyên gia phong thủy hàng đầu của thế giới. Ông đã từng tư vấn cho rất là nhiều công ty trong top 500 công ty lớn nhất của thế giới. Thì ông có qua và có phân tích cho chúng tôi có một cái bảng rất là dày. Nhưng mà có lại các bạn hình dung không? Đây là cái hình ảnh và phía trước, đây là sông Hồng này. Đây là khu vực về Hồ Tây của chúng ta và cái chấm đỏ của chúng ta chính là dự án. Thì vị trí của chúng ta giống như vị trí của mắt cá voi, vị trí phong thủy rất là thịnh vượng. Và gia chủ khi mà sinh sống ở đây thì mang được rất nhiều, có rất nhiều sức khỏe và sự tài lộc. Tiếp theo, về vị trí đường Long Quân đúng không? Thời điểm đầu xuân, đây là cái thời điểm mà đặc biệt đây là cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta là đầu xuân qua giao thừa ngày 1, 2, 3 là chúng ta rất là hay đi lễ để cầu an một năm mới là bình an, gặp nhiều may mắn. Thì tại vị trí của chúng ta thì nằm trên trục đường Long Quân, tiếp nối rất là gần đến các ngôi chùa rất là nổi tiếng. Đầu tiên phải nói đến là chùa Tảo Sách, chùa Thiên Niên và chùa Vạn Niên, và cũng di chuyển quanh cái khu vực hồ và chúng ta có thể di chuyển đến phủ Tây Hồ đó, hoặc là đường Thanh Niên là chúng ta có chùa Quán Thánh và chùa Trấn Quốc đúng không? Thì chúng tỏ là cái vị trí của chúng ta, cái thế đất và cái vị trí phong thủy của chúng ta đó rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta bắt đầu sẽ đi sâu hơn về sản phẩm Soho. Thì theo tôi được biết thì sản phẩm về Soho này thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi ở trong một kỳ gần đây đấy, các bạn chú ý nhé. Ở Soho của chúng ta có 202 căn hộ Soho, diện tích rất là linh hoạt. Khác với ở bên khối căn hộ sử dụng lâu dài thì bên này chúng tôi thiết kế căn hộ rất là linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đầu tiên là những căn hộ studio diện tích 45m2, và thứ hai là các căn hộ một phòng ngủ. Các căn hộ một phòng ngủ thì diện tích từ 53 đến 58m2, và các căn hộ hai ngủ là từ 82 đến 88m2. Đó. Đây là phối cảnh về công năng của tòa Soho. Tại tầng 1 và tầng 6 là khối về thương mại, bao gồm có khu thương mại này, khu nhà trẻ này. Khu nhà trẻ của chúng ta nằm từ tầng 2, tầng 3. Tầng 4 vẫn là khu phục vụ nhà trẻ nhưng đó là khu văn phòng, bởi vì theo quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy thì trường học dành cho mầm non chỉ được ở từ tầng 2 đến tầng 3 thôi. Khu vực tầng 5, tầng 6 đó là khu vực coffee space. Và khu vực mà từ tầng 7 đến tầng 24 của chúng ta là chúng ta có 202 căn hộ Soho, và toàn bộ tiện ích cao cấp của căn hộ với diện tích đến khoảng 1.000m2 thì đặt trên tầng 25. Dự án của chúng ta thì Soho của chúng ta có hơn 30 tiện ích đẳng cấp. Về cổng vào của dự án thì chúng ta sẽ là cổng chính của chúng ta sẽ nằm ở mặt sau lỗ khu của khu đô thị Vườn Đào, song song với cái đường Võ Chí Công. Sảnh của căn hộ Soho của chúng ta thì là cái sảnh cao gần đến 6m. Thì các bạn nhìn hình dung không? Giống như khi mà các bạn vào các cái tòa văn phòng hạng A hoặc là trong các khách sạn 5 sao. Sảnh thiết kế rất là hiện đại. Và chúng ta có một cái khu vực sảnh lao riêng là dành cho khách hàng, hay là dành cho chúng ta khi có thể tiếp khách hoặc là chờ người thân. Và cái khu vực mà thương mại của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực mà từ tầng 1 đến tầng 6 ấy, chúng ta sẽ chia riêng cái khu vực khối thang máy và khối thang bộ nhé. Sẽ không đi chung để đảm bảo sự riêng biệt dành cho khối Soho. Thì khối thương mại của chúng ta từ tầng 1 đến 6 chúng ta sẽ có thang máy riêng và lối đi bộ riêng. Đây là phối cảnh của sảnh thang máy cư dân, hình ảnh rồi phối cảnh và màu sắc rất là trẻ trung hiện đại. Và đặc biệt là tầng 5, tầng 6 thì hiện nay cái xu hướng là phát triển ở các cái khu vực mà coworking space, đó là khu vực làm việc chung, hiện nay đang rất là phát triển, đặc biệt là hai cái thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Thì hiện nay Capitaland chúng tôi cũng đang phối hợp và đang làm việc thêm với các cái đối tác mà đang vận hành cái khối coworking space này, ví dụ như là các bạn có thể nghe đến như Pong đúng không, hay là Up hay là Zen. Đây là những cái đơn vị mà
theo chuẩn quốc tế và họ đang vận hành rất là các cái khối không gian làm việc chung rất là hiện đại thì nó nằm ngay trong tòa nhà của chúng ta. Về đặc biệt là trên tầng 25 của chúng ta là chúng ta có một cái khu vực về bể bơi nước nóng bốn mùa ở trên cao sử dụng công nghệ điện phân muối không hóa chất, bởi vì hiện nay á, là nước bể bơi và sử dụng cái clo thì rất là ảnh hưởng đến da đến tóc, thì chúng tôi sử dụng cái công nghệ mới, mặc dù chi phí nó sẽ lớn hơn nhưng mà sẽ đảm bảo dành cho cư dân rất là yên tâm khi chúng ta sinh sống tại trong tòa số hôm này. Và kèm theo đó là chúng tôi có hơn 270 m² diện tích dành cho khối dành cho fitness, bao gồm cả trong nhà và ngoài trời với tất cả các cái trang thiết bị rất là hiện đại. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác mà đang vận hành cái khu fitness này, rất là những đối tác rất là thương hiệu nổi tiếng. Và để tiếp theo ấy, sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu thông tin chung về dự án thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, thì cái phần này chắc là các bạn cũng đã nắm rất là rõ rồi đúng không? Chúng tôi sẽ tóm tắt lại rất là nhanh thôi. Về layout tầng điển hình của chúng ta có 3 layout tầng điển hình đúng không? Tầng 7 đến tầng 12 là chúng ta có 12 căn trên một sàn, tầng 13 là chúng ta có 9 căn và từ tầng 14 đến tầng 24 là chúng ta chỉ có 11 căn trên một sàn. Thì tại tầng 7 đến 12 á thì các bạn nhìn đây ạ, các cái khối hình, các cái màu sắc và màu nâu đó là các cái căn góc của chúng ta thì là sẽ diện tích từ 82 đến 88 mét vuông, đó là các căn hai ngủ, các cái căn số 2, số 3, số 7, số 8 là màu vàng nhạt đó là các căn hộ một phòng ngủ diện tích từ 53 đến 58 mét vuông, rất là nhớ phải không bạn? Và studio của chúng tôi ấy là 5, 6, 10, 11, 12 là có diện tích là 45 mét vuông. Dự án của chúng ta có 4 thang để đi vào một thang hàng. Tính ra mật độ 202 mà chia cho 5 thì đâu đó chỉ có khoảng 40 căn thôi. Nó tương ứng với các cái mật độ cao cấp, mật độ thang máy của các cái tòa chung cư hạng ngang, đúng không ạ? Chúng ta có hai lối thoát hiểm. Vậy thì ở đây thì nói về các cái hướng view thì chắc là các bạn cũng nắm rất là rõ rồi, nhưng chúng tôi nói nhanh nhé. Các cái hướng 4, 5, 6, 7, 8 là các căn có ban công view ra hướng đông bắc, view Lotte. Mà sau này cái view Lotte rất là đẹp các bạn ạ, và view xuống đội khu của khu thị vườn đào, và những cái tầng cao là có thể là nhìn ra sông Hồng. Các căn hộ số 9 thì chúng ta chỉ có duy nhất một căn thôi, căn này thì là căn view hồ rồi đúng không, ban công đông nam. 10, 11, 12 là các căn studio, đây là các căn mà có view nội khu, view nội khu của chúng ta cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là căn số 1, 2, 3, 4 của chúng ta là chúng ta sẽ hướng view ra đường Võ Chí Công, đó, View City. Thì đây là cái hướng mà bật mí cho các bạn, sau này là cái giá chắc chắn cũng sẽ là tốt nhất rồi. Các bạn sẽ cố gắng tập trung vào những cái mà chúng ta có cơ hội mà khớp cao nhất nhé. Tại tầng 13, ok, tầng 13 thì chúng tôi dành một cái khu vực, đó là khu vực thoát hiểm. Thì đây là chúng tôi rút gọn ra chỉ còn 9 căn. Và từ tầng 13 là chúng tôi đã nhập 2 căn studio, chính là căn số 3 tại tầng 13 nè, và căn số 5 tại tầng 14. Đây là căn sẽ có diện tích rộng nhất là 88 m². Và chú ý nhé, căn diện tích rộng nhất là căn số nằm tại vị trí số 3 tại tầng 13 hoặc là số 5 ở tầng 14-15. Diện tích là 88 m², 2 phòng ngủ. Đây, đó là căn số 5 đây. Đó, còn căn là số 1, số 4 và số 8 đâu đó diện tích chỉ từ 82 đến 85 m². Thực ra cái số liệu về này thì có vẻ nghe các bạn có thể là cảm thấy là thông tin rất là thuộc rồi, nhưng mà tôi tin rằng với mức một thời điểm mà chúng ta học, chúng ta đều ghi nhớ ấy, chúng ta sẽ truyền đạt cho khách hàng với một cái niềm tin và cái tình yêu thì khách hàng sẽ cảm nhận rất là tốt. Tiếp theo thì để nói về cái thiết kế layout ấy, thì Soho chúng tôi đáp ứng tối đa hóa nhu cầu, đáp ứng tối đa cái nhu cầu của khách hàng. Thì tại đây khách hàng có thể mua để làm văn phòng rất là tiện. Số liệu nhé, ở đây thì về giả sử hôm trước các bạn ở đây, chúng ta cũng có khoảng một vài các bạn cũng đã lên đến cái tòa Capital Palace của chúng tôi rồi đúng không? Thì tòa Capital Palace của chúng tôi là tòa văn phòng hạng A tại khu vực quận Ba Đình. Diện tích mà chúng tôi mà cho thuê ra bên ngoài là thấp nhất phải là 264 m², mà giá lên đến là 50 đô cộng cộng.
đúng không? Thế thì nếu mà khách những cái doanh nghiệp nhỏ mà chúng ta chỉ cần thuê từ khoảng 50 đến 100 mét vuông thôi thì gần như là không thuê được ở trong toàn Capital Plain. Thế nhưng mà với tòa Soho với những tiêu chuẩn mà tương ứng với cái khách toàn văn phòng Hà Nam thì chúng tôi đáp ứng tối đa hóa. Khách hàng có thể mua để làm văn phòng với các cái thiết kế đó, hoặc là mua để ở, hoặc là đầu tư đều rất là phù hợp. Đây là căn hộ một phòng ngủ. Căn hộ một phòng ngủ diện tích của chúng ta đây, diện tích thông thủy từ 54,5 đến 58,3, có khu vực pantry riêng này, chúng ta có một khu vực loggia và một sân phơi này, và chúng ta có một cái phòng mà chúng ta vừa làm phòng khách hoặc là văn phòng, và một cái phòng ngủ chính là phòng ngủ master bedroom hoặc là làm một cái phòng cho các lãnh đạo của công ty. Còn đây là thiết kế của căn hai ngủ, đây là lấy hình ảnh phối cảnh của căn số 8 layout á. Thì đây các bạn có thể nhìn rất là linh hoạt, và khi chúng ta làm đến là nên ý, vừa rồi ý, thì bản thân khách hàng mà chúng tôi có thống kê giai đoạn vừa rồi booking ý, thì khách hàng người Việt Nam, khách hàng về trẻ rất là nhiều, và đặc biệt là một lượng lớn nữa đó là khách hàng người nước ngoài. Về tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư thì như tiêu chí mà Capital Land chúng tôi đặt lên hàng đầu thì chúng tôi luôn phối hợp với các đối tác và những đối tác thương hiệu có mang tính quốc tế. Thì về cửa thì chúng tôi sử dụng là cửa khóa điện tử từ thương hiệu của Jill của Mỹ, hay là trung hình Mass IP là của Anh. Về thiết bị điện thì chúng tôi sử dụng thiết bị của Hanger hoặc là Schneider là của Đức, và thiết bị vệ sinh thì chúng tôi bàn giao nhận sinh full với các cái thiết bị thông minh từ thương hiệu Toto của Nhật Bản. Đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Vậy thì tại sao lại chọn Soho Heritage Westlake? Câu hỏi này thì các bạn ở đâu đó chúng ta cũng có cái câu trả lời cho mình rồi. Nhưng về Soho thì đây là một cái gì đó rất là khác hiện nay trên thị trường. Khi mà các chủ đầu tư hiện nay thì nguồn cung rất là hạn chế, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Với những cái sản phẩm mà có giấy phép và hiện nay đang bán thì có thể rất là xa. Ví dụ như là khu vực ở Linh Đàm, khu vực Thanh Trì hay là khu vực dưới Mỹ Đình. Đó thì chúng ta có một cái bức tranh, chúng ta có một cái chúng tôi đã sử dụng, đây là cái nguồn tài liệu từ Savill. Đây là trên đây là về số liệu tổng hợp về khối lượng, về nguồn cung của văn phòng sự tăng trưởng. Thì từ năm 2018 đến 2022 thì nguồn cung của văn phòng hiện nay tăng lên rất là nhanh, và giá thuê hàng năm cho thuê tăng trưởng khoảng 5%. Thì các bạn thấy ở cái bảng bên tay phải cái điểm thì cái cột màu vàng là khu phía tây, và cái cột màu xanh lá cây ở phía trên là khu vực Tây, Hồ Tây. Thì dự kiến đến năm 2025, nguồn cung của khu vực Tây, Hồ Tây sẽ chiếm khoảng 10% tổng lượng nguồn cung của thị trường. Thì đây là một khu vực rất là tiềm năng, bởi vì là vị trí rất là tâm điểm thiết kế, tâm điểm năng động. Và thứ hai, có rất là nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư nước ngoài, chú ý đầu tư rót vốn tại đây. Về cái khối về căn hộ dịch vụ cũng vậy, thì nhất là sau đại dịch thì thời điểm 2020-2021 thì kể cả cái nhu cầu cho thuê cũng rất là giảm, nhưng đặc biệt là cuối 2021, đầu 2022 hiện nay nhu cầu cho thuê rất là tăng. Và cái giá cho thuê thì ở đây các bạn chắc cũng sẽ có những bạn làm về thị trường cho thuê, các bạn nhìn thấy giá đã tăng lên khoảng 30-40% so với cái thời điểm trong dịch diễn ra. Trong thời điểm dịch cũng là một cái thời điểm mà gần như là cả xã hội, không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới đều có những bước chuyển mình, có những cái sự mà chúng ta phải thích nghi. Đó là cái việc lockdown, chúng ta làm việc tại nhà, không có ra ngoài, những làm việc online, thì dẫn đến là các cái xu hướng dành cho các startup hay là các doanh nhân độc lập hiện nay đang phát triển rất là nhiều. Và cái sự một cái căn hộ linh hoạt vừa ở vừa làm việc hiện nay cũng đang rất là được chú ý, và đặc biệt đó là cái sự cân bằng. Bởi vì là sau đại dịch chúng ta rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe, chúng ta cân bằng giữa cuộc sống và công việc để làm sao cho cái cuộc sống của chúng ta rất là hài hòa và bình an. Và một cái tiêu chí nữa đó là tiêu chí ESG. Đây là cái tiêu chí về liên quan đến về phát triển xanh và phát triển bền vững, hiện nay đã được các cái không những từ chính phủ Việt Nam hay là các cơ quan tổ chức hiện nay đang rất là chú ý và đưa vào trong thiết kế và sản phẩm của mình. Về thị trường tiềm năng cho thuê, theo số liệu khảo sát nội bộ của Capital Land thì trong quý 4 2022 có hơn 27 cơ quan của chính phủ, đại sứ quán đã chuyển về khu vực Tây Hồ Tây. Đặc biệt là toàn bộ cơ quan về thành phố Hà Nội sẽ chuyển về cái dọc đường trung tâm hành chính mới của trục đường Võ Chí Công ấy.
và có hơn 30.000 doanh nghiệp đăng ký mới tại Hà Nội. Đây là các doanh nghiệp FDI. Thì như các bạn cũng biết, tại các doanh nghiệp của Việt Nam, phần lớn trên 90% đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đây là những khách hàng tiềm năng rất là phù hợp dành cho số hộ của chúng ta. Các bạn có nhớ hình ảnh này không ạ? Một hình ảnh được chia sẻ rất là nhiều vào cuối năm 2022, khi mà đại diện lãnh đạo của Việt Nam là Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch của Tập đoàn Samsung đã khánh thành với cái tòa trung tâm Samsung Andean. Trước đây thì tôi có nói với các bạn là thời điểm mà khánh thành dự kiến phải 2023 cơ. Thế nhưng mà cái thời điểm mà 2022 rất là khi mà báo chí rồi các cơ quan ban ngành đưa ra rất là nhiều các cái thông tin, đó là chủ tịch của Samsung chúng ta sang đây và chúng ta cùng phối hợp với chính phủ Việt Nam. Đây là cái trung tâm Samsung ID vốn đầu tư là hơn 200 triệu đô và là một trong những trung tâm R&D hàng đầu của châu Á cũng như thế giới của tập đoàn Samsung. Và nơi đây cung cấp mà sẽ có hơn 3.000 kỹ sư chất lượng cao nhé, kỹ sư chất lượng cao các bạn nhé, đều làm việc tập trung tại đây. Và chúng ta còn hai cái tập đoàn nữa cũng rất là lớn của bên Hàn Quốc đầu tư, đó là cuối năm 2022 thì tập đoàn Daewoo cũng khởi công dự án khách sạn 5 sao Sila. Thì ở đây là có hai tòa tháp, một tòa tháp sẽ là khách sạn 5 sao và một tòa tháp cũng sẽ là văn phòng và trung tâm thương mại. Và đặc biệt cách dự án của chúng ta chỉ có 300 mét thôi, đó là dự án Lotte Mall sẽ được dự kiến khánh thành và đi vào hoạt động vào quý 2 của 2023. Lotte Mall của chúng ta có gì? Lotte Mall có những cái gì? Lotte Mall có vốn đầu tư là 600 triệu đô, đó, và quy mô là 7,3 hecta. Đây là những cái trung tâm thương mại mà lớn nhất của Lotte khi đầu tư tại khu vực châu Á và cung cấp các dịch vụ liên quan đến các dịch vụ này, khách sạn này và shopping mall, thủy cung đều mang theo mô hình của bên Lotte vào đây. Thì đây sẽ là một cái điểm gần như điểm check-in mới, điểm đến mới của người dân tại Hà Nội hoặc là người dân tại các cái khu vực tỉnh khác khi mà về Hà Nội. Mà dự án của chúng ta chỉ cách khu vực Lotte chỉ có 300 mét thôi các bạn. Rất là tiềm năng đúng không? Tiếp theo thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm các bạn về cái tiến độ thanh toán. Thì ở đây thì cái tiến độ cũng là một điều các bạn quan tâm rất là nhiều. Tại thời điểm này thì chúng tôi đang đưa ra hai cái tiến độ. Đầu tiên là tiến độ về thanh toán đặc biệt. Tiến độ thanh toán đặc biệt thì có quy định dự kiến là quý 1 của 2023 là chúng ta sẽ đóng 10% và ký thỏa thuận đặt cọc. Dự án của chúng ta sẽ không ký quỹ nữa nhé, bởi vì về vấn đề pháp lý thủ tục giấy tờ là chúng ta đã sẵn sàng hết rồi. Giờ chúng ta chỉ chờ ngày mở bán là khách hàng chọn được căn ký cọc. Và dự kiến quý 2 2023 là chúng ta sẽ ký hợp đồng thuê, đúng không ạ? Dự kiến là bàn giao của chúng ta là quý 3 của 2024 sẽ là cùng thời điểm với khối căn hộ sở hữu lâu dài của chúng ta sẽ cùng bàn nhau thời điểm để tránh những việc ảnh hưởng cho các tòa, kể cả khối văn phòng của chúng tôi cũng vậy. Thì dự kiến là quý 3 2024 chúng tôi sẽ đưa vào bàn giao. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái tiến độ, đó là thanh toán nhanh. Như các bạn cũng biết là cái sự kiện từ ngày 17 tháng 4 rồi khối căn hộ về lâu dài ấy, thì tại sự kiện thì chúng tôi có những cái chiết khấu dành cho khách hàng, với những khách hàng mà gọi là tin tưởng của chủ đầu tư, thì chúng tôi có đây gọi là chính sách early bird đó và một số chính sách nữa. Thì với cái chính sách mà thanh toán nhanh này sẽ được chiết khấu thêm 10% trên mức chiết khấu thông thường. Mức giả sử là mức chiết khấu thông thường tại sự kiện là A chẳng hạn, thì thanh toán nhanh tại thời điểm quý 3 của 2023 là sẽ cộng thêm 10% nữa. Như vậy là tổng một con số sẽ là 10+3% đó. Thì tại thời điểm này thì các bạn sẽ cố gắng là chúng ta đây là đang sẽ giai đoạn mà cao trào và giai đoạn bùng nổ của Soho, thì các bạn chúng ta cần tập trung thu booking. Hiện tại thì booking chúng tôi nhắc lại về một số các cái quy định về booking của chủ đầu tư, thì booking hiện nay của chúng ta vẫn là 100 triệu trên booking và một khách hàng được tối đa là hai booking theo cái mã chứng minh thư hoặc là căn cước công dân. Và cái booking này là có hoàn lại và sẽ được hoàn lại lãi sau từ 7 đến 10 ngày từ thời điểm sự kiện chính thức diễn ra. Bạn lưu ý nhé. Trên đây thì là bài tôi có tóm tắt lại tất cả các thông tin và chúng ta sẽ cùng nhau là ghi nhớ để chúng ta cùng tham dự về cái phần Q&A sắp tới của bạn Quý Anh. Thì cuối cùng thì tôi xin chúc tất cả các bạn Chí Minh ở đây chúng ta đều có một cái thành công với dự án Soho và chúng ta sẽ có hợp tác lâu dài với Capitaland. Xin cảm ơn ạ. Sau đây thì chị Quý sẽ có đôi lời chia sẻ tới tất cả các anh chị và các bạn.